Tôi nói là cái tên của cái tiểu thuyết và cái vở diễn hôm nay là tên là Nợ Nước Non, cùng lấy từ một cái câu thơ trong tiểu thuyết và trong vở diễn ấy, là mẹ Loan là ru Nguyễn Trinh Khung là ơi con ơi nhớ lấy câu này, chấm nó đem sách chỏ tay áo cơm, làm người đói sạch rách thương, công danh là được nón phải ở đền. Tức là gì? Người mẹ ru những cái người đứa con của mình ấy, mong con là gì? Đói sạch rách thương. Đây là đạo lý, đạo đức, phong cách. Nhưng mà cao hơn là cái nghĩa vụ sau này. Công danh là gì? Công danh không phải là đi thi là ông tiến sĩ, ông phó bảo, ông Trạng Nguyên. Mà công danh như là nợ nước non phải đền. Mà khi nước mất ấy, thì ở cái phần mà tôi nói viết về cái cuộc chia tay của cha con ông Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ở Bình Định, khi mà ông Sắc vào đó làm cái quan tri huyện Bình Khê mà, thì Nguyễn Tất Thành tìm cha từ ngoài này vào tìm cha để mà chia tay cha để lên đường đi tìm đường của nước. Thì ông Sắc có nói thế này, này: nước mất thì đi tìm nước, chứ tìm cha làm gì? Đấy, đấy là công danh là nợ nước non phải đền.